đó rất xa trong suy nghĩ của bạn, có một hòn đảo đón bình minh bằng làn nước trong xanh như thế này. Ở đó hệ thống điện lưới đã chiếu sáng và có hệ thống đường liên thôn tới tận ngõ xóm. Cuộc sống của người dân nơi đây đang dần khởi sắc. Đó là Cô Tô, huyện đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh, nhưng lại luôn luôn gần gũi với mỗi người dân chúng tôi. Nằm cách đất liền hơn 100 km, tương đương với khoảng 60 hải lý về phía đông bắc, Cô Tô là một huyện đảo xinh đẹp và giàu tiềm năng phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Phía bắc giáp với hai đảo là Cái Chiên huyện Hải Hà và Vĩnh Thực thành phố Móng Cái. Phía tây giáp huyện Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh và phía nam giáp vùng biển đảo Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng. Cô Tô là một quần đảo với gần 50 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 3 đảo lớn, Cô Tô, Thanh Lân và đảo Trần. Diện tích đất nổi là trên 4.700 ha. Với vị trí địa lý như vậy, Cô Tô là một huyện đảo có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trên biển, du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa. Và đây cũng là một quần đảo có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng về an ninh quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh cũng như của Việt Nam. Trạm điện như thế này là điều hết sức bình thường đối với đất liền, nhưng với Cô Tô nó lại mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Cô Tô là huyện đảo đầu tiên của cả nước thực hiện thành công việc đưa điện lưới quốc gia đến với người dân. Việc đưa điện lưới đến với đảo Cô Tô đã đánh dấu một bước ngoặt thay đổi cơ bản diện mạo của người dân nơi đây, chấm dứt những tháng ngày gian khó và thiếu thốn. Từ đất liền, những người ngư dân dong buồm ra khơi ở vùng biển Đông Bắc này không chỉ là để kiếm kế sinh nhai mà còn làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài sự giàu có về tình cảm giữa quân và dân nơi đảo xa, Cô Tô nghèo và thiếu thốn đủ đường những năm đầu bà con ra khai hoang, bám đảo. Không đường, không điện, nước sinh hoạt cũng không. Mấy chục năm sau khi đất nước thống nhất, nơi đây vẫn phải dùng đèn dầu, chạy máy phát điện và dùng dầu diesel để sinh hoạt và sản xuất. Đời sống người dân khó khăn một phần, cơ hội để phát triển kinh tế và du lịch do xa xôi cách trở cũng chịu nhiều kìm hãm. Các đồng chí tổ công tác đóng điện ra đảo Cô Tô. Với sự chung sức chung lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2013, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công việc đưa điện lưới ra đảo Cô Tô. Từ đó cho đến nay, kinh tế biển, đặc biệt là du lịch ở Cô Tô đã có bước phát triển đáng kể. Những con tàu nhờ sự tiếp sức của đất liền đã có thể yên tâm ra khơi, mang về những chiến lợi phẩm dồi dào, tạo đà cho ngư nghiệp phát triển. Trung bình mỗi năm, ngư dân Cô Tô khai thác khoảng 10.000 tấn hải sản và ngư nghiệp đã chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện đảo Cô Tô. Với sự ra đời của Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề Cá, nơi đây hứa hẹn trong một tương lai không xa sẽ trở thành một vùng kinh tế biển phát triển năng động. Đảo xa ngày đêm sóng vô ba
bác đã đặt chân đến nơi này. Ngày mồng 9 tháng 5 năm 61 dấu chân người hơi ấm vẫn còn đây. Lần duy nhất mà Bác Hồ đến với Cô Tô là vào năm 1961. Và đây cũng là nơi đầu tiên và duy nhất trên cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng đài của mình khi người còn sống. Gần 60 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh của Bác vẫn in đậm trong lòng của người dân Cô Tô. Đó là niềm tự hào, là động lực thúc đẩy mỗi thế hệ người dân Cô Tô phấn đấu xây dựng huyện đảo Cô Tô ngày một giàu đẹp và văn minh hơn. Minh chứng rõ nét nhất cho sự cố gắng ấy chính là quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Cô Tô trở thành huyện nông thôn mới trong vòng 5 năm. Từ một kế hoạch được cho là viển vông, Cô Tô đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực với quyết tâm cao và sự động viên tích cực từ đất liền để hoàn thành các chỉ tiêu một cách nhanh nhất. Trong 4 năm, huyện Cô Tô đã thực hiện cứng hóa được hơn 12 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, đường trục xã liên thôn là 1,2 km, đường trục thôn xóm là 4,3 km, đường ngõ xóm là 6,5 km. Huyện có 5 cảng được kiên cố hóa. Đến nay, gần 25 km đường trên đảo đã được bê tông hóa. Đúng là vào trường có khác Thái ạ, không khí rất là vui tươi và náo nhiệt. Rõ ràng, ở đâu cũng thế mà. Với mục tiêu phát triển để trở thành khu đô thị sinh thái biển, thì những hành động bảo vệ môi trường như thế này đã trở thành thói quen của mỗi người dân huyện đảo Cô Tô. Tới Cô Tô hôm nay, bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy đường xá sạch sẽ hơn, nước sạch đã về tới từng gia đình. Quan trọng hơn là ý thức làm du lịch của người dân đã được nâng lên đáng kể khi không có tình trạng chặt chém, chèn ép khách, nói năng thiếu lịch sự. Cùng với tốc độ xây dựng các nhà nghỉ, nhà hàng, các khu dân cư mỗi ngày một nhanh, thì Cô Tô cũng không quên tuyên truyền giáo dục cho người dân ý thức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, thân thiện với du khách. Hệ thống giáo dục ở đây được đầu tư không kém gì đất liền, các phương tiện giao thông đã được hiện đại hóa hơn rất nhiều so với trước kia. Việc lưu trú và trải nghiệm cuộc sống với người dân bản địa là một trong những điều khiến cho du khách đến với Cô Tô rất háo hức. Đó cũng là một nét đặc trưng của du lịch Cô Tô tạo nên sức hấp dẫn cho hòn đảo này. Trong 13,35% mức tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm của Cô Tô 5 năm trở lại đây, du lịch là một yếu tố quan trọng giúp thu nhập bình quân của người dân ở Cô Tô tăng từ 1.500 đô la Mỹ năm 2010 lên 2.050 đô la Mỹ năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%. Cụ thể là tổng lượng khách đến Cô Tô năm 2015 đạt trên 200.000 lượt. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch giai đoạn 2012-2015 đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng trên một năm. Đến với Cô Tô trong 1-2 năm tới, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy một tuyến đường xuyên đảo, một cảng tàu du lịch mới, thậm chí có cả sân bay trực thăng và bến đỗ thủy phi cơ. Trong lộ trình phát triển của mình, Cô Tô đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, du lịch và dịch vụ được đặt lên hàng đầu để kích thích sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Ngược lại, các sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo đà cho du lịch phát triển, tạo nên diện mạo mới cho huyện đảo tiền tiêu. Chấp vang bao ân tình, hãy đến
Không chỉ được thưởng thức món mực một nắng chứ danh đến với Cô Tô, bạn sẽ thấy nơi đây còn nhiều tiềm năng để phát triển, nhiều điều thú vị để khám phá. Hòn đảo xinh đẹp này đã trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh Quảng Ninh, và tôi chắc chắn một điều rằng quý vị sẽ còn thấy nó đẹp hơn nữa sau mỗi lần đến thăm.